chào chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mình đóng đổ tiếp nối cái món xối này đổ lên sang ngang của chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình đóng đổ như thế nào nha. Đây được cái món xối từ trước này ra tới đằng sau luôn. Đây vì do chú nhà ta yêu cầu làm thêm thì nay mình sẽ làm thêm cho chú anh chị để quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem tiếp nha.
À, mình đã bô cái dĩ xong nha cô chú anh chị và bạn. Ở đây thì mình đã chấm hàng nấu vô luôn nè. Thay vì này đổ sau nên mình phan gâu nãy mình kéo vô đó. Ở đây mình có hàng một cái sắt 10 để nó gắn cái dĩ lên nó không bị tuột ra ngoài. Đây dài đẳng luôn. Thì mình cái sắt này vô trong đà hết, còn bộ vô trong đà hết cho cô chú anh chị và bạn. Đây lần này thì mình đã hàng vô, móc vô cái dĩ cũ nè, móc vô với chủ mình đã hàng vô hết trơn. Tại vì máng số ngoài này nó cũng không nặng cho mấy nên mình không có đổ đà đây nha, mình chỉ hàng vô trong một tấm dĩ lúc trước đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn máy lại, mình quay lại là mình đổ luôn cái này luôn nha cô chú anh chị và bạn.
Rồi thì mình đã đổ cái mắm xối xong nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng kết thúc clip buổi hôm nay nha. Và hẹn cô chú lại anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye. Bây cô ăn không biết. Cô bỏ hả?